Đây là trận thi đấu chung kết đầu tiên. Vâng, có Seang. Nhìn qua cái thấy Seang của bên Trường Phát ngay. Có Seang, có Baby và có gì đó. Vâng, có AC, có Baby và có Seang. Thậm chí là một quân gì đó nữa cũng tuyển thì phải. Chúng ta đang đến với Catania đầu cánh của Van Lớp. Van Lớp lại, vâng, trận này ông cầm M3 rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy trên bản đồ hai bãi quả, vâng, không phải là bãi quả kép. Đây là hai bãi quả đẹp cho Van Lớp. Đây là AC trong cánh của game thủ Mỹ Đình. Một trận thi đấu trước là một trận thi đấu của một huyền thoại mang tên Long Cang, mang đậm chất tên Anh. Đây là Seang của vâng núi điên rồ, một cái tên còn quá kêu so với quy định ở thời điểm hiện tại. Đây là Baby trong cánh, cân bản đồ trang Triệu Tử Long tức Chuồn Chuồn. Sắp xếp là có lẽ là mắc binh khi mà Seang và Kata sẽ chém cho AC và Baby đánh cung trong cánh. Các game thủ bên phía Hà Nội đang phải leo dốc tiếp tục ở trong xê đấu này. Xê đấu trước là một xê đấu mà Trường Phát EC cũng dẫn trước với tỷ số là 2-1. Sau đó thì các game thủ trẻ đến từ Hà Nội đã cân bằng tỷ số 2 đều và dứt điểm trận đấu ở trong trận chung kết, đem về chiến thắng đầu tay cho các anh. Trận thi đấu vừa qua, trận thi đấu bản lề của xê đấu thứ 2 là một trận thi đấu hết sức hấp dẫn. Diễn biến là diễn ra quá hốc liệt. Một tên phi hiếu hơi lỗi của game thủ Van Lớp rồi. Long Keng thể hiện khả năng một bài cầm AC đầu cánh quá là hoàn hảo. Đây là những con hiếu tại bầy hiếu đầu của game thủ Van Lớp. Van Lớp có một tên giò đầu tiên thấy hai bãi quả luôn. Bắt đầu đóng chiếc S ở phút thứ 5. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng trận thi đấu này. Rõ ràng là Kata và Seang sẽ cùng đánh chém cho AC và BB của cặp đôi Chuồn Chuồn Mỹ Đình rồi. Một ít phút nữa sau những thao tác ép đời và những thao tác bò bế nhà cửa thì chúng ta sẽ đến với những tình tiết hấp dẫn của trận thi đấu. Chiến tranh sẽ bùng nổ và sau đó thì sẽ cùng bắt tay nhau và làm khổ nhau. Xin phép quý vị đôi chút là thôi, làm một vài hớp nước và quay lại bình luận sau cho đượm giọng. Thank you.
Thank you.
Donna, Rogan, Donna, 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 Donna,
rồi. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với trận thi đấu chung kết đầu tiên của các game thủ bên phía Hà Nội. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các game thủ bên phía Trường Phát, và đây là trận thi đấu thứ tư của siêu đấu thứ hai. Phút thứ 32 trong game và Mỹ Đình đang có mấy lực quá khỏe so với quy định AC. Đập ca đập kiếc, các bạn có thể nhìn thấy số lực của Mỹ Đình là không thể khỏe hơn. Đây là một tấn công nhỏ của Mèo Mèo định đẩy đi đâu. Vâng, thôi vẩy thì cứ vẩy thôi. Lọt rồi. Vâng, bắt được một nửa số lượng quân đẩy đi của game thủ Mèo Mèo. Xiang cũng kích 4, Baby cũng kích 4, mà thậm chí cả AC cũng kích 4. Chẳng nhẽ là ba nhà cùng kích 4 một lượt cho các game thủ bên phía Hà Nội. Đây là những con hot của Baby Nolan. Xiang đâu? Vâng, một mình Baby đẩy đã chết rồi chứ đừng có nói gì là Xiang. Mèo Mèo quá khổ. Đang phải lấy những con cung R đời 3 của Xiang để đối đầu với những con hot và những con cung R đời 4 của Baby. Quá khó và tỷ số là 2-2. Kịch bản của trận đấu đầu tiên đang được lặp lại, và liệu có một trận chung kết xuất sắc cho các thanh niên đến từ Hà Nội để tiếp tục tỷ số là 3-2 trong trận đấu thứ hai hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem.